nó kêu thằng chồng nó: anh ơi mà không quên đi, anh ơi về ăn cơm, ăn cơm với em, là nó kêu thằng chồng nó à. Thì nó nói với chồng nó thôi, bắt đầu thấy từ ở trên nó hai cái bóng luôn, hai cái bóng đi theo về tới đây, hãy chạy hơi một, từ đó là bắt đầu hai cái bóng nha anh, chạy về vô tới trong nhà hỏi bữa nay con làm gì dữ vậy Thiện, con đóng cửa lại, đóng cửa lại, con đóng cửa lại. Để không thôi, nãy giờ mẹ thấy có ai vô nhà mình không, đóng cửa lại, hai cái bóng nó đi theo con về nhà kìa. Trời ơi, bắt đầu đóng cửa lại, đóng cửa lại mấy anh, bắt đầu đóng cửa lại ha. Rồi đóng lại rồi vô nằm trùm mền rên hỉ hỉ trong nhà luôn. Mà gió á, mà lúc đó gió dữ lắm, gió gì lắm gió mà khum lộn vậy nè. Trời ơi, mà tim nó quánh bịch là bên thùng rác á, đi qua là ở chuồng luôn, không có quần không có gì hết trơn á. Kỳ vậy ta. Xin chào cả nhà, em đang có mặt tại nghĩa trang Liên Quan, được sự chia sẻ của một người em biết được trong khu nghĩa địa này có một người phụ nữ vào tối 12 giờ khuya đi hôm qua, người phụ nữ này đã gặp một cái hiện tượng tâm linh rất là kỳ lạ và thật sự rất là trùng hợp là hôm nay là ngày 8 tháng 3 luôn cả nhà. Và nhân dịp 8 tháng 3, em xin chúc tất cả những phụ nữ trên toàn thế giới được nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong ngày hôm nay ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi những video trên hai kênh YouTube của em và của người em là bạn Vũ cả nhà. Và mà cả nhà hiểu rõ hơn về câu chuyện này thì mà cả nhà cùng em nghe bạn Vũ chia sẻ lại câu chuyện đó nha. Dạ Thanh, cái chuyện tại sao mà sáng hôm nay em gọi gấp cho anh như vậy là tại tối hôm qua là tầm khoảng 12 giờ hơn một chút xíu là em tắt điện thoại rồi, nhưng mà sáng lên thì em thấy cái cuộc gọi nhỡ của chị Hằng là con của cô Năm ở sống ở đây nè anh. Đó, chị gọi cho em, mà em thì bị cái là khuya em hay thường hay tắt điện thoại để em ngủ một giấc cho đủ á, để sáng mình đi quay rồi còn có sức á. Đó nên hôm ra là em không có biết rõ được là chị Hằng gặp cái chuyện gì. Đó nên em gọi cho anh là tại vì lỡ như á gặp những chuyện tâm linh thì sao, tại vì cái khu này nè, đó anh thấy đó, tại cái này là nghĩa trang Liên Hoan, có rất là nhiều chuyện tâm linh xảy ra ở đây rồi. Đó em sợ như vậy là em cần một người lớn đi chung với em. Đó nên em gọi cho anh, nếu mình có lên được kịp á thì anh đi qua quay chung với em luôn, để sẵn cái gì là người lớn giúp thì sẽ dễ hơn. Đó. Có nghĩa là đi cùng với em đang chia sẻ cho những video cho bà con xem về câu chuyện này, nhưng mà anh nghe xong là anh chạy xuống liền luôn á. Nhưng mà thật sự là xa nha em, từ An Giang chạy xuống đây là xa lắm luôn á. Cho nên là hôm nay cũng gắng là khám phá và tìm được chị để chị chia sẻ là câu chuyện hồi tối qua chị gặp. Và câu chuyện như thế nào thì mà cả nhà cùng em và bạn Vũ đi vào nghe chị Hằng chia sẻ ra nha cả nhà. Em chào chị nha. Dạ em chào anh. Là lúc đó là mình đi nhặt ve chai là mình gặp câu chuyện như thế nào vậy chị? Dạ lúc đó em đi dắt 11 giờ đêm mình á. Dạ. 11 giờ đêm cái em khum em lượm ve chai. Cái cũng nhiều lắm, chỗ đó cũng nhiều lắm, ngay cái góc cổng mình nữa. Mà cái đó là nguyên hàng cổng mà. Cái chỗ đó là trường cộng đồng mình đi vô á. Là trong đó là đồ đóng hết trơn luôn, rồi nào là bãi ve chai tùm lum hết á. Cái em mới lượm. Em lượm đâu cả chừng muốn đầy hai bao rồi ha. Muốn đầy hai bao cái sau tự nhiên sao thấy ở đâu. Sao nó lạnh sao ốc vậy nè. Nói sao nó lạnh quá trời luôn mà mình nhìn nó qua nhìn lại vậy nè. Không thấy ai đó, có nhỏ con gái. Nhỏ con gái hai mẹ con đi lượm mà. Cái sau tự nhiên sao thấy ở sau cặp mép cây cọng. Nó nói này không phải người ta đâu. Không phải người ta đâu, cái này có tâm linh nè. Sao nhìn qua nhìn lại là đàn ông có. Mà nữ mình cũng có. Ha, nữ có, rồi già cũng có luôn. Rồi một hồi sau nhìn sao thấy phía bên dãy cồng bên kia là thấy là có một người đó mà đều cũng như cũng còn trẻ nghe. Rồi sau thấy đứa bé nữa. Thấy đứa bé nữa nghe. Thấy đứa bé nữa nói trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật hoài luôn. Rồi cái bắt đầu đi nữa cái sau mà mình thấy nguyên hàng cồng bên kia, cái cây cồng cũng bự lắm. Cái sau hồi sao thấy có một em gái ha, rất là đẹp lắm nghe, mà mình suy nghĩ là tâm linh chứ không phải là người. Tại vì giấc đó là mình đi là mình thấy quay lại là 12 giờ rồi. 12 giờ đêm mình rồi. Và quay lại cái sau lúc đó sao thấy cái có người ở trên cây cồng mình luôn nha. Trên cây luôn hả chị? Ở trên cây cồng luôn.
bằng sau cái đưa cái giò vậy nè, ngồi trên còng mà ngồi lên trên cây còng mà đưa hai cái giò đưa qua đưa lại vậy nè, đưa qua đưa lại. Ghê chị. Đưa qua đưa lại luôn, thì lúc đó là thấy hết hồn rồi, thấy hết hồn rồi, mà nhiều nhiều tâm linh lắm, bên hàng nào cũng chẳng là có. Cái sao đấy hết hồn mất dưới đi tính điện cho là Vũ, cái sao mà Vũ không có sống hay gì á, thành ra không có bắt máy đi. Cái gì nói với nhỏ gái, trời ơi sao quay qua quay lại nói hồi sao thấy gì đâu mà tùm lum tùm lá hết trơn trời, gì đâu mà thấy ghê vậy nè. Cái sao nhìn dãy bên kia nữa, sao thấy cái con nít cái kiểu mà đưa con hay gì á, mẹ cái kiểu mẹ mà đưa con á, đúng rồi mẹ ru con á. Cái gì thôi thôi vậy mình cũng bỏ qua đi, quay qua quay lại kiểu này chết rồi. Cái tim á, cái tim nó quánh bịch 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 vậy á, mà sợ nha, dẫn nhỏ gái đi, nhỏ gái trời ơi mẹ dữ vậy mẹ, trời ơi mẹ mẹ thấy như vậy mẹ muốn xỉu quá con ơi. Thì nằm xuống, nằm xuống nhỏ gái mới nói mẹ ơi không, từ từ đi mẹ, có cái gì đâu để con đỡ mẹ dậy. Thế sao hồi sau trời ơi hết hồn hết vía mà cũng vẫn còn đi, vì sao hồi cũng lầm còn mà dậy, sao hồi tỉnh 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 hồi dậy sao cũng thấy tâm linh tiếp. Bắt đầu là từ ở ngoài phụt ở ngoài phải không, là mình đi vô đó, đi vô là thấy nguyên cái hàng hàng còng rồi đấy ha. Rồi xong rồi cái mà hồi là chở ra, chở ra cái sau tự nhiên có cái bà cụ nữa. Rồi có một cái bà cụ nữa nha, bà cụ mà có một đứa cháu nữa, một đứa cháu dẫn đi khụm 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 vậy nè, nói cái giỡn ốc nè, cái khụm khụm dẫn đi một đứa cháu nữa mà có cái cây, có cái cây lụm khụm, có cái cây lụm khụm lụm khụm lụm khụm lụm khụm lụm khụm lụm khụm đi rồi nè. Mà nhìn là lúc đó là táo quả tâm tinh rồi đó, mà một cái đứa đó là cháu của bà cụ đó, là cái kiểu như bà cụ đó tối không thấy đường hay là sao mình không biết, nhưng mà có đứa nít nhỏ này nè mà cầm cái cây lụm khụm đi vậy nè, là lúc đó trời ơi hồn vía muốn lên mây rồi, lúc đó là hồn vía muốn lên mây rồi đó. Cái xong rồi nói thôi Tiền ơi, chắc cái kiểu này mai mốt mẹ không có đi lượm dây chai nữa đâu, kiểu này mẹ thấy kiểu này là mẹ không có đi lượm dây chai nữa, chắc nghỉ lượm á, mà cái nghề của mình mà mình không lượm, đời sống của mình mà mình không lượm thì cũng không được, thôi kệ đi nữa. Thì sao đi tiếp, đi tiếp cái tự nhiên sau đổ về sau cái thấy tự nhiên từ ở trên khúc mình ha, từ lên khúc mình lên tới đây, lên tới trên đây sao không thấy cái đầu, trời ơi không thấy cái đầu luôn. Ừ. Không thấy cái đầu luôn, là qua ngày mai mình mới đi thêm một cặp nữa, tại vì chỗ đó nhiều dây chai lắm, mình không ổn ù lộm á thì mình uống, thôi kệ qua ngày sau đi nữa. Là sáng hôm nay á, đúng rồi. Dạ. Sáng hôm nay mình đi nữa, là ngày 8 tháng 3 này nè, là mình đi tiếp, là hồi sáng mình luôn hả chị? Đúng rồi, sáng này ơi. Là sáng này luôn. Là sáng này mình đi lượm thêm một cặp nữa, mà đi không có con nhỏ con gái nha, chuyến này là đi một mình, không có nhỏ con gái. Trời, tối hôm qua mới thấy gì mà đi mình luôn. Đúng rồi, sáng đi mình, nói thôi thấy con mình sợ con mình yếu cho nên mình không cho đi, bữa nay mình đi nữa, đi thêm một lần nữa. Cái sao mà trời ơi thấy không có đầu có gì hết trơn, thấy từ ở dưới cái giò mình phải không, mà chạy dài lên tới trên đây là thấy có chỉ là ngang cái mình thôi, mà mình không thấy cái đầu. Mà lúc đó mấy giờ? Cái đầu mấy giờ dắt đó hả, dắt cỡ là dắt mà gần đi về phải không, là cỡ 12 giờ mấy rồi, cỡ 12 giờ mấy hả. Còn cái lúc mà chị thấy cái con quỷ mà không có đầu á, quỷ không có đầu hả, lúc đó là tầm mấy giờ sáng ta, tầm mấy giờ sáng mà nè, cỡ thường thường là đi lượm dây chai là cỡ 2:30 mới về tới nhà. Là 2:30 chưa, là lúc đó là gì có thể là tầm 12 giờ mấy hả chị? Đúng rồi gì dám điên mình vậy luôn. Vậy chứ mình đời sống của mình mà mình phải đi lượm vậy thôi, mình không đi lượm ngoài tiền đâu, đi hỏi làm hồ thì cũng không ai mướn đâu, thôi giờ chủ yếu thôi mình lượm dây chai đi, mình sống ngày nào hay ngày nấy kệ đi, chứ giờ mình sợ rồi mình cũng phải đi làm lượm thôi, mà lượm là thường thường là không có khi nào mà được về sớm hết trơn. 1-2 giờ không à. À có nghĩa là em đang thắc mắc cái vấn đề là chị nói là ban đêm hôm qua. Đúng rồi. 12 giờ khuya. Đúng rồi. Mình gặp một cái thiền đường tâm linh là rất là nhiều hồn ma. Đúng rồi. Ở trên cây còng. Ừ. Nhưng mà chị nói là bữa sau lại là sáng hôm nay. Đúng rồi. Là chị gặp nữa. Đúng rồi, mình gặp nữa. Lại gặp ban ngày luôn. Đúng rồi. Gặp ban ngày mình. Lúc đó mấy giờ chị? Lúc đó mấy giờ mình hả? Là dắt ban ngày mình bữa nay phải không? Là dắt bữa nay là cỡ 12 giờ rưỡi. 12 giờ rưỡi trưa hả? Đúng rồi, 12 giờ rưỡi trưa. Cái giờ đó thường thường là nó lên đúng hồi giờ 12 giờ trưa lạ linh anh. 12 giờ rưỡi trưa mình. Ủa, sao mà không đi sớm hơn chị? Mà mấy cái giờ đó là thường thường là người ta bỏ dây chai chỗ đó gom lại một lần một à. Gom lại là lên một lần một vậy đó, người ta bỏ một lần một vậy đó. Tại vì cái chỗ đó là vậy nè, thùng rác nè,
cả chừng trên 20 cái thùng á, rồi nguyên cái đống rác chà bá vậy nè, tại chỗ đó là chỗ bãi rác mà. Mà người ta thấy mình lượm, người ta thấy mình khổ, người ta cũng la mình, người ta cũng cho mình lượm. Mà chỗ nào cho chai càng nhiều, càng có tâm linh là mình càng lượm. Kệ đi mấy ông mấy bà ơi, thấy người ta vậy rồi, thôi mấy ông mấy bà ơi, phù hộ con đi, mấy ông mấy bà đừng cho con thấy, tại vì con nghèo khổ quá đi, con đi kiếm việc làm không có, thôi con lượm cho chai nè, mấy ông mấy bà đừng nhát con. Mà sao mà thấy tâm linh toàn là bằng áo trắng không à, mà tóc thì cũng có, vẫn có tóc nha, con gái thì tóc thì xả ra nghe, con gái thì tóc xả. Còn đàn bà như cái kiểu à, bà già, bà cụ á, là không có mà hớt tóc á, không có hớt tóc á, kiểu tóc dài á, không có hớt. Nó dài tới đâu chị? Hả? Không biết, bà cụ. Dài, dài dữ lắm, dài, 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 dài như nè, dài tới điều vậy nè. Cái kiểu mà lâu quá gì đó, lâu quá kiểu mất cắt á, vậy nè. Còn còn đứa bé đó là đứa bé gái nữa nha, đứa bé gái mà rất là đẹp nha, gái tóc cuộc tóc hay đùm đàng hoàng mà đẹp lắm, mà bà già thì đi lụm khụm vậy đó. Vậy là có nghĩa là chị mỗi lần chị thấy như vậy là chị thấy rõ từng khuôn mặt của đúng người đó luôn, thấy thấy rõ ràng, mà thấy gì thấy càng ngày càng đi vô. Rồi chị biết tại sao mà thấy nhiều không, có khi nào chị vô cái khu đó khu nghĩa địa không? Không, có đó nguyên hàng còng của mình. À, hàng còng á chứ. Hàng còng. Cái đó là hàng còng. Mà cái lúc mà chị gặp cái người mà không có hàng đầu á là cũng trong hàng còng luôn hả? Trong hàng còng đó mà nguyên cái đa cái chỗ đất đó là cũng như là gừng. À, gừng. Gừng. Gừng rậm không à. Vậy là không có người luôn, không có nhà. Không à. Ờ phải rồi. Không, gừng. Là đường gừng rậm gì mà sao có ma hiện hình. Đúng rồi. Hay gì luôn, trong gừng. Không, cái đó trong gừng. Nhưng mà hai bên này là anh biết cái gì không, hai bên này là cũng như là cái trường học. À, trường học mình, trường học. Để là để cho mấy đứa đó, là để mấy đứa học sinh tập thể dục á, tập thể dục thể thao á. Dạ. Là hai bên đây là cũng như là cái trường học của mình. Dạ. Trường học không à, mà trong đó hả, đất rất là rộng nha, mà cây tùm mà nha. Mình không sợ mà mình nhìn mình thấy cũng sợ, tại vì cái cây nào cái nấy bà to vậy nè, bự lắm, mà miên một dải vậy nè, cây bự không à. Mà gió, mà lúc đó gió dữ lắm. Gió dữ lắm hả? Gió, mà khum lộn vậy nè. Trời ơi, mà tim nó quánh bịt, mà càng ngày càng lộn. Mấy ông mấy bà đừng cho con phù hộ cho con đi, đừng cho con sợ. Mấy ông mấy bà phước mặt phước mại ở đây á, con nghèo khổ á, con mới tới đây lộn dây chai. Thôi mấy ông mấy bà cũng đừng có nhát con, để cho con lộn. Chứ giờ con đi kiếm việc làm hồ cũng không có cái gì có hết. Đời sống con có nhiêu đây à, thôi mấy ông mấy bà cho con lượm đi. Sao giái xong rồi, cách đâu cả chừng 5-6 ngày gì ha, 5-6 ngày mình đi phải không, chặn xe mình ta nữa hả chị? Chặn xe nữa. Đợt trước hồi sáng này nữa. Đúng rồi. Đợt mấy lần trước nữa. Đúng rồi. Trời ơi. Chặn xe mình mấy câu cách ra đâu đêm hôm qua rồi đi, mà hôm này cũng đồ dây chai cũng nhiều lắm, mình cũng lộn trong đó. Mà có cái là đi từ trong chổng ra phải không, nguyên có luồng gió chặn xe mình đó nha. Mà hai ngày ha. Đúng rồi, hai ngày. Đúng rồi, mình thấy chặn nguyên đầu xe là cũng như không muốn cho mình đi. Rồi. Không muốn cho mình đi mà lên xe phải không, là nó làm như là không cho cái máy nó chạy, không có cho máy chạy, đạp muốn chết mẹ luôn, dẫn bộ muốn chết luôn á, dẫn từ trong đó mà dẫn bộ đi ra tới ngoài lộ, dẫn bộ ra tới ngoài lộ tính ra, mà trong đó mà dẫn ra ngoài lộ cũng xa, rất là xa. Rồi xong rồi mới ra tới ngoài lộ phải không, mới giấy. Thôi mấy ông mấy bà ơi, đừng có giỡn với con nữa, con cũng đồ nhiều quá à, thôi mấy ông mấy bà cho đừng có giỡn với con, để cho con đạp xe cho nó nổ đi, tặng con về nhà. Cái sao nói như vậy rồi sao không chạy trời, mắc chớn gì không chạy. Hồi giấy thêm một lần nữa là bắt đầu xe chạy luôn, là chạy luôn á, là cũng như là vẫn có vái có lạy mà vẫn bị họ làm khó làm dễ ha. Mà hình như là chị là thường xuyên gặp những người đó đúng không? Đúng rồi. Chứ như em mà xe hư là em phải đi là tìm sửa xe sửa, chứ đâu có ai mà giấy vậy đúng không? Như xe hư là phải đi theo sửa xe sửa. Còn chị biết là người âm theo khóa chị, nên là chị giấy thầm gì đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ đặt cái vụ đi, anh đi sửa đi, có ai đâu sửa tranh giờ đó. À, không ai sửa, khuya rồi. Cái đường mình là không có xe. Không có xe đâu.
mà trong khi đó mình nhìn là có chỉ xe với mình thôi chứ không có người nào mà chạy ngoài lộ hết á. Không có người nào chạy ngoài lộ khuya mà kiểu gì trong rừng nữa. Đúng rồi, không có ai mà chạy hết trơn á. Cái đường đó thôi chứ giờ kiếm tiền gửi xe cũng không ra. Đúng rồi, mà vô trong đó là rất là lạnh xương sống nha. Lạnh dữ lắm á, lạnh dữ lắm á. Nếu mà ai mà he mà nhẹ bóng dưới mà vô đó không giờ dám vô. Nãy giờ người chị tả trong đó cảnh nó ghê dữ lắm. Không dám vô. Nhưng mà đi vô trong đó là về bị bệnh nha. Về bệnh đó chị? Về bệnh. Vô nó đặt cái vụ bữa nay mình thấy đúng không? Dạ. Bữa nay mình thấy ha, là bắt đầu ha, là bữa nay mình thấy phải không? Là mình nằm cỡ chừng 2 ngày. Cỡ chừng 2 ngày á là mình mới hết bệnh. Chứ đâu phải mình thấy tâm linh mà mình không bệnh đâu. Mình bệnh á. Vậy mấy cái ngày trước đó là thường chị đi chung con gái của chị chứ, đúng không? Đúng rồi. Chứ khuya chị đâu có đi mình được. Mà bây giờ cũng sợ không có cho con gái đi nữa đâu. Vậy chị điên mình luôn, nếu mà vậy điên chị mình. Điên mình luôn. Tại vì hồi bữa hổm mình thấy tâm linh là mình đã sợ rồi. Dạ. Mình sợ mình mới xỉu. Rồi bé nói mẹ ơi con đi với mẹ, con thấy mẹ vậy. Trời nếu có con thì mẹ con đỡ một chút. Còn không có con thì mẹ vậy nè, rồi làm sao đây. Thôi mai mốt mẹ đi làm gì cha, mẹ kêu con đi. Cái sau mình thấy con mình nó cũng bệnh, không lẽ lượm ban đêm này nè, khuya rồi. Không lẽ mình lượm mình bắt con mình đi phơi mùi xương. Nó bệnh tội nghiệp nó. Rồi hôm này đòi đi nữa, rồi đi luôn. Hai mẹ con đi tiếp tục. Mà đi như vậy là một ngày được nhiều không chị? Một ngày hả? Ăn thua người ta bỏ anh. Ăn thua ta bỏ, nhiều khi lắm lúc người ta bỏ sắt. Rồi chai nước ngọt mình nè. Nhưng mà bỏ sắt thì lợi ít. Cái chai nước ngọt mình uống thì lợi nhiều. Giấy á, giấy là nhiều nhất. Giấy là nhiều nhất. Mà lộn mà nội chở lên xe đạp cũng chở không nổi. Đi xe đạp hay đi xe ra? Đi xe đạp quá. Xe đạp hả? Đi xe đạp á. À. Đó. Rồi nếu có nhỏ con gái nữa đi xe cù bắp. À. Đi lộn. Mà xe Honda cù bắp á ha. Đúng rồi. Vậy là cái hôm mà tắt máy là đi chung với con gái của chị đúng không? Đúng rồi. Trời ơi. Đi nhỏ con gái. Thấy vậy mà vẫn đi vô chổng kế sinh nhai hả chị? Hả? Giống như mình vì cái những đồng tiền mưu sinh mà mình phải. Đúng rồi. Như nơi vậy. Kệ đi. Dạ. Ngày cái ngày mà làm bán cao nhất được nhiêu? Ngày bán cao nhất phải không? Dạ. Là cũng như bán một ngày hay là sao? Là giống như là cái đợt mà chị giống như là bội, người ta gọi là bội thu á, là bội thu nhất trong cái ngày một tháng đó là coi giống như là kiểu như là không, một bán tuần. Bán tuần. À, mình bán tuần. Là bán tuần mà được nhiều nhất là được cỡ bao nhiêu vậy? Nếu mà có tiền là 2 tờ, nếu mà có tiền ha là gán 2 tuần là mới bán. À. Còn không có tiền thì một tuần. Một tuần là bán trung bình, phải không? Một tuần là bán trung bình là vừa giấy với vừa cái chai mũ mình uống nước á. Trung bình là được 200. Được 200 ngàn hết rồi. Là được 200. Trời ơi. Tại vì anh đâu có sắt đâu. À. Sắt người ta hiếm bỏ. Hiếm bỏ. Còn chai mũ mình ký đâu có nhiêu. 3-4 ngàn ký à. Nó mấy người mà đi theo lộ mình à. 3.000 ký á. Nó tính trung bình vậy đó là chị đang tính tuần đúng không? Vậy ngày tính ra chia đâu có được nhiêu tiền. Tần, tính tần. Rồi vậy ngày một tần. Nhiêu hết. Tuần ngày có nhiêu đâu. Một tần. 200. Chia 200 chia ra cho 7 ngày đi. Một tần là 200 là luôn giấy. Giấy với lại chai nước uống của mình. Là giấy nhiều nha, là trung bình là 200.000. Là trung bình. Còn nếu mà có sắt nữa. Có sắt nữa chứ cỡ chừng hỏng chừng đổi ăn thua người ta bỏ nhiều hay bỏ ít thôi. Dạ. Ừ. Qua bên đường D5, qua đường D5 còn dữ dằn nữa kìa. Thôi chị kể cho tụi em nghe cái phần mà đường D5 hay là mấy cái khúc mà chị đi bển thì nó như thế nào chị? Cái đường D5 mình á là lúc đó là từ lúc đó là chưa có chở con gái theo. Lúc đó là mình chính xanh quanh vậy nè là cái thùng rác không à. Mình nhìn qua nhìn lại, mình ngồi có chỗ thùng rác có mình thôi. Mà sao tự nhiên cái mình nói, ủa giờ đó khuya rồi mà không có thấy ai chạy xe hết trơn. Mà sao mắc mớ gì ở đâu mà 3-4 người dữ vậy trời. Nào là gái có, trai có. Mà sao mà quá trời làm gì dữ vậy. Mà mình nhìn lại nhìn cho kỹ thì thấy hỏng lên rồi. Cái giò hỏng lên. Nếu mà người mình á, là mình đi là đụng đắt. Còn cái này không phải người mình. Ha, không có phải người mình đâu. Thì sao mà một hồi thấy đi
đi tới đi lui đi xuôi đi ngược. Gái có nè, trai có, mà không có đồ, không có đồ, không có áo, mà cũng không có quần. Trời ơi, không có áo, không có quần luôn, không bằng đồ luôn. Không, là mới đầu là thì thấy mình thấy là từ ở bên, tại vì cái thùng rác đó, đó nó nằm mé bên tay này của mình, nó nằm mé bên tay này, còn đi qua thì đi từ bên tay này đi qua, đi qua là tất nhiên là mình thấy là cũng như á là không có bằng áo. Sau lại là từ ở bên tay này mình phải không, là bên thùng rác á đi qua là ở chuồng luôn, không có quần, không có gì hết trơn á. Kỳ vậy ta, không có quần. Khi nào thì thấy người không? Không, không có người. Chị nói là hỏng mất không, hỏng là cái chân, chân bị hỏng đúng không chị? Hỏng, cái chân hỏng. Không, không có đụng đắt nha. Mà này mà giờ đó không có ai. Cấp đó tầm mấy giờ chị? Chứ hả? Giờ đó khuya mình rồi, 12 giờ rồi. À, là chị đi lụm tàn giờ đó không? Đúng rồi. Là sao chị lụm dây chai mà lụm ban đêm gì? Ban đêm anh lụm, có thể người ta bỏ đồ nhiều anh lụm. Làm còn... như là nguyên một ngày rồi họ bỏ, giống như chị để nguyên một ngày vậy mình đi buổi khuya đúng rồi, mình ta bỏ vô trong thùng rác. Còn như vậy do nó tiền để nguyên ngày hỏi rồi. Còn còn như ban ngày nè, mình đi lượm nó không có như ban đêm. Ban ngày ta cũng bỏ mà bỏ chút đỉnh thôi, còn ban đêm á người ta mới bỏ nhiều. Cho nên mình đi ban đêm mình nói thôi kệ đi ban đêm đi cho nó khỏe một chút. Ban ngày tính ra anh lượm đâu có nhiêu vậy chai đâu, mà anh lượm vậy anh cũng phải về anh dỗ giấc ngủ không. Mình ban đêm mà mình lượm đi, ban ngày mình về mình dỗ giấc ngủ đặng mình lấy có sức khỏe đặng mình đi lượm nữa. Dạ. Mà rốt cuộc lại về quay lại ở nhà cũng ở không cũng không được, cũng phải đi lượm mà vậy đó, cũng phải đi lượm. Nhưng mà mình suy nghĩ là mình thấy là cũng như là không thấy người, mình thấy là không mắt rõ ràng luôn. Mình có kêu thử không hả? Không kêu. Không kêu. Thấy rồi biết. Biết thôi chứ không biết chứ không có kêu. Mà không có bằng quần bằng gì, áo quần không thấy luôn. Mặt mày thấy rõ không chị? Thấy rõ. Đã nói là mới vừa lên xe là nó sẵn chặn đầu xe mình lại, nó không có cho mình chạy mà. Nó không có cho mình chạy đâu. Lúc đó mình không có lên tiếng được gì luôn không ta? Không. Niệm Phật. Niệm Phật rồi cái mình lên xe mình đạp. Cái nó không có chạy. Cái dẫn đi nữa. Dẫn qua khỏi cái chỗ đó. Dẫn qua khỏi chỗ đó tới đèn xanh đèn đỏ gặp nữa. Gặp gì chị? Gặp cái chỗ đó là ngay chỗ đó là không biết bị cái gì thì mình không biết. Nhưng mà một thấy một đứa bé nằm dài dưới lộ á. Nằm dài dưới lộ mà quắt mình không à. Quắt mình không à. Mà bé đó là bé trai. Quắt không. 12 giờ khuya mà có bé nào dưới lộ chứ. Quắt không à nghe, mà nằm dài nghe. Nằm dài, áo quần cũng không có luôn. Trời ơi. Mà nằm dài, kệ đi nhắm mắt dẫn bộ qua đó luôn đi chứ sao giờ. Chị đi lại chỗ đứa bé luôn. Đi luôn. Lúc chị lại gần chị thấy như sao? Lại gần hả? Là nó biến mất đi rồi. Trời ơi, rồi xong luôn. Xong luôn, gặp luôn rồi. Lúc đầu chị nói là em cứ nghĩ là như là có tai nạn thôi. Họ cầu cứu đứa bé, cầu cứu chị ai vậy đâu chị lại. Không, đúng rồi, mình tưởng đâu là tai nạn. Ai giờ không phải, lại tới đó là biến mất tiêu luôn. Mà lấy tay chân quắt mà nằm dài mà quắt thì ghê lắm. Thằng bé bao nhiêu tuổi chị? Chị đón thử. Bé hả? Đứa đó chị đón thử bao nhiêu tuổi? Bé đó đón nè, theo mà đón á là đứa bé đó phải không? Cỡ 3 tuổi à. Mình tưởng tượng lại cảnh đó mình thấy ớn quá ta. Đứa bé là cỡ 3 tuổi mình à. Lúc đó cái người đứa bé có lành lặn hay không chị, hay là có bị cái gì không? Nằm dài. Là mà cái cơ thể bé đó sao có bị cái thương vết thương gì không? Có vết thương á. Trời có. Ơi. Mà làm như cái giò không có đi được. À. Hai cái giò bé đó là không có đi được đâu. Không biết bị cái gì thì mình không biết, nhưng mà hai cái giò bé đó không đi được. Cứ quắc vậy không. Không lên tiếng mà quắc vậy thôi chứ. Đúng rồi. Quắc mình, nhưng mà hai cái giò cũng như là đẩy tới đặng mà chồm kêu mình đó biết không? Dạ. Mà không được. À, trời ơi. Mà bị là bị hai cái giò. Mặt mày rồi là cho mình thấy luôn nha. Là đầy mặt luôn. Ừ, đầy đủ nha. Mà mình tưởng tượng á, mình nói trời giờ này ai mà đụng đâu giấc này trời. Mình đi lại thì biết là biến mất tiêu rồi. Biến mất tiêu là mình biết rồi đó. Mà lấy cái tay chân ha, quắt nha. Nhưng mà cái giò này là cứ bừng không nổi. Bừng không nổi đâu. Vậy đó. Bởi vì đời sống của mình mà. Bây giờ mình không có sợ nữa, kệ đi.
mình đi hy sinh cho mình đi, mình đi lộn đi cãi đi tới đâu hay tới đó. Bị xỉu, bị xỉu vài lần rất quen luôn. Đúng rồi. Thì trở lại câu chuyện mà tối qua chị gặp á, là lúc đó chị có con gái chị có thấy không? Hay là chị thấy thôi? Con gái hả? Ừ. Không, lúc đó em đi mình. Em đi một mình, không có. Đi mình hay đi với con gái hả tối? Con gái em á thì đi hồi bữa đó là bữa giấc tối. Là còn cái bữa mà em kể á, là cái bữa đó đặt cái vụ là hôm này mình đi đúng không? Ừ. Là hôm kia á là con nhỏ con gái mà em mới không có đi. Là em đi một mình. Ý của anh hỏi là cái những là đi chung với chị á, chị gặp á là con gái cũng gặp mày giống cái chỗ mà em kể hồi nãy, chỗ cây cồng á là có con gái. Rồi gặp không? Là con gái em á là nó cũng thấy. Trời, hai mẹ con thấy luôn. Là đi vô trong phục vô tới chỗ đó là chưa có tới là sao này nó lên ốc đồ nó lên cùng cục hết rồi. Là nhỏ con gái em. Trời ơi, nhỏ con gái em á hả? Đừng có nói cái vụ tâm linh. Tâm linh chỉ đi. Nó thấy biết ở chỗ nào biết hết trơn à. Nhỏ gái em á biết hết trơn luôn. Chỗ nào có, chỗ nào không có biết hết. Nó biết. Là mẹ thấy luôn hả chị? Nhỏ con gái thấy luôn. Nó không cho mẹ vô rồi, cũng phải vô. Kệ đi con ơi, hai mẹ con mình đi vô luôn. Kệ, đi vô đi. Con gái gì cứ sợ không? Lúc thấy nó bé đó làm sao chị? Bé đó hả? Lúc mà thấy có phản ứng gì không á? Không, bé không có sợ. Không sợ luôn hả? Không sợ đâu. Bé không sợ nhưng mà bé biết, bé không có sợ đâu. Không sợ luôn hả thầy? Không. Gán không có sợ. Không. Tại vì lúc đó đã vô á là con bé đó, đó là nó dẫn ốc rồi. Là nó biết chỗ đó là cái tâm linh. Mà mẹ đi vô. Tại vì biết chỗ đó dây chai nhiều quá thôi đi vô luôn. Bé thấy hết trơn à. Giờ ở nhà đây cũng vậy, bé cũng thấy à. Thấy sao? Có kể gì nghe không chị? Có kể luôn. Ôi. Có kể luôn. Thấy nhưng mà thấy là thấy làm sao? Thấy là thấy làm sao? Nếu mà theo như chị nói nãy giờ em nghe là giống như con gái của chị thấy được cái hình ảnh tâm linh từ bé đó chị. Đúng rồi chị. Đúng. Nó có hay kể cho chị nghe là nó thấy như thế nào không á? Nó có kể cho em nghe là từ cái nhà em thì đốt đèn. Cái nhà em đốt đèn ở đây nè, đốt đèn trong nhà ha. Mà cái cửa thì mình bên đây thì đóng, bên đây thì mở. Lúc dọn chén ăn cơm thì xúm nhau, cha ngồi ở bên, mẹ ngồi ở bên, con ngồi ở bên. Sao tự nhiên ăn cơm với mẹ với cha. Nó nói ăn cơm với mẹ với cha mà sao được dòm đâu ngoài săn vậy trời. Sao mình nhìn nhỏ này bữa nay sao có đánh gì kỳ vậy nè. Ăn cơm mà sao không nhìn vô cái chén cơm. Là sao cứ nhìn ngoài trước cửa mình chỗ cây sứ không à. Nhìn ra là nhìn thấy hả là nguyên người luôn. Mà người đó hả là lại người đó là lại hơi trẻ. Còn trẻ mà bạn nguyên màu đồ trắng luôn. Mày bạn nguyên màu đồ trắng. Chị nhìn theo cái hướng mà của con gái của chị đúng không? Đúng rồi. Mà chị thấy luôn. Nó nói vậy nè. Mẹ ơi mẹ. Để nói cho mẹ nghe. Con kể với mẹ nghe nè. Mẹ đóng cửa lại đi. Hỏi mày làm gì mày kêu tao đóng cửa. Mẹ đóng lại hết đi con thấy rồi. Cái bắt đầu đóng cửa rồi mở ra. Mở ra ai giờ không có tin con đâu. Ai giờ rốt cuộc lại mẹ thấy luôn. Mẹ thấy bắt đầu từ ở trên cái cây sứ đó ha. Là bay ha, bắt đầu bay nha. Bay từ trên cây sứ đó. Là ngồi ngay chân cái mã, ngay đầu mã luôn kìa. Ngồi ngay đầu mã thẳng luôn. Ngồi lên cái mã luôn. Trời ơi. Ngồi lên cái mã. Cái mã, mấy mã mà hồng hồng của mình đó. Mã hồng đó. Cái sứ nào chị? Sứ nào? Sứ đó đó. Đi dẫn em ra cái sứ. Gặp trên cái sứ luôn hả chị? Gặp trên cái sứ mình nè. Từ ở trên cái sứ này nè. Từ ở trên đó, trên cái ngọn sứ đó. Là bay. Bay qua tới bên này. Rồi. Bay qua tới bên đây. Là bắt đầu lại tới đây nè. Lại tới đây, từ xứ đó mà lại tới đây. Lại tới đây xong rồi nhỏ con gái nói mẹ. Con nói mẹ không tin con, mẹ coi đi. Ai giờ một hồi mở cửa ra thấy. Rồi vậy thôi bay từ đó lại đây. Lại đây ngồi ở đây luôn. Ngồi ở đây vậy nè. Ngồi trang chị đi đang ngồi với nè. Ngồi vậy nè. Mà cái giò cứ dày, 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 dày nè. Đó, vậy đó. Ngồi vậy đó. Cứ đưa cái giò, hai cái giò đưa vậy nè. Đó, ngồi vậy luôn. Ngồi vậy cái giò đánh xa vậy nè. Đó ngồi vậy luôn. Mà cái hình chị thấy là hình bóng nó ra làm sao chị? Bóng trắng. Mà cụ bà trụ trắng. Bà bằng á. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Mà cứ bay qua bay lại vậy hả? Đúng rồi. Bà cụ bận đồ nguyên bộ đồ trắng mình luôn.
mà bay qua bay lại, mới đầu là từ ở chỗ cái xứ bay qua lại đó, lại đó xong mới ngồi ở đây nè. Bay rồi. Cái chỗ cái tên. Dạ đúng rồi, đúng rồi, ngay có mẫu bộ bia. Mẫu bia xong mới lại ở đây, cái ngồi cái giòn vậy nè. Ngồi vậy nè. Mà để nó để đi ra coi chặt nữa ơi, coi coi phải không. Rốt cuộc lại đi ra là thấy còn ngồi đây. Ngồi chàng, trên này luôn. Chàng là chàng. Ngồi trên đây luôn. Ngồi ngồi vậy nè, đưa vậy nè. Nó đưa vậy đó. Vậy rồi. Nhưng mà lúc con chị mà nó đã thấy được cái hình bóng người âm đó là lúc cái thời điểm đó nó khoảng bao nhiêu tuổi hả chị? Khoảng bao nhiêu tuổi hả? Ừ, bé nó khoảng bao nhiêu tuổi? Năm nay là con bé năm nay là nó. Em nói là lúc mà bé thấy mà bé đã nhìn ra ngoài, bé thấy được cái hình ảnh người âm á. Người âm hả chị? Ừ. Là mười mấy là thấy rồi. Nó là mới có 13, 14 tuổi là thấy rồi. Mà lúc đó là em nói cho chị nghe, hồi lúc còn nhỏ nữa. Nó thấy là cũng như là hô là người ta giỡn với mình thôi, nó không nói thôi. Có mấy lần trước này nè, cũng lâu rồi nó cũng nói với mẹ. Còn 17 tuổi là bắt đầu nói rồi. Mẹ không tin con thôi, nói mẹ không tin con thôi. Qua ngày sau thì mẹ sẽ biết. Con nói mẹ không tin con, mẹ dòm đi. Thế sau ngồi đây xong là một hồi bay ra tới ngoài lộ. Rồi, bay đó chị. Bay, bắt đầu bay nha, bay ra tới đó. Xong rồi ha. Xong xuôi rồi cái hồi hôm này là thấy nữa. Hồi hôm dạ. Thấy nữa. Thấy nữa. Thấy sao chị? Thấy là từ ở chỗ cái mã xanh của mình. Mã xanh của mình ở đây nè. Đi ra. Đi ra đây nè. Bà già hôm trước. Ở đây là khác nữa, ở đây là khác của mình nữa. Ôi, chị thấy. Nè. Là đi ở đây. Ha. Nói mà giỡn ốc nè. Em nói mà em giỡn ốc. Ở đây là không đi qua đây nha. Không có đi qua đây mà đi qua đây. Là đi từ ở trên này nè, trừ trên thềm này. Đúng rồi. Đi từ chính giữa này là đi qua đây. Đi qua đây đi hơi một vô trong mã này là cái bóng đó là bóng của đàn ông. Đi khum khum giống chị vậy đó hả? Nè đi khum khum vậy nè. Đó. Đó là lại tới đây. Lại tới cái mã đen này là mắt luôn. Là hồi tối nay, hồi tối rồi luôn hả? Tối này nè. Ừ là trời. Tối mình tối nay nè. Ủa lẽ không đi qua bên nhà bên đây chơi. Nè. Bắt đầu sẹt từ đây là tẻ đây là lại nhà màu đó là mắt luôn. Em nói vòng vòng chơi rồi. Em nói mà em giận ốc á. Rồi con bé còn biết là mẹ ơi, con biết cái người đó là nam mình nữa. Ghê trời. Biết cái người nam mình. Mà cái người nam đó là biết từ đâu lại đâu không? Là từ ở trên ngay chỗ mà cái từ ở đây mà mình đi ra lộ đúng không? Mình ra lộ là trên đó có cái nhị tỳ. Dạ. Nhị tỳ mà bây giờ là hồi mỗi lần là nó cái chỗ mà đựng cái thùng rác mà bây giờ là nó không có để chỗ cái thùng rác mình nữa. Bây giờ nó văng lưới rồi. Văng lưới ngang đó rồi. Là hồi lúc đó nó với thằng chồng nó. Hai vợ chồng cũng đi lụm dây chai luôn. Xong mới về mới nói vậy nè anh ơi, nó kêu thằng chồng á, anh ơi mà không quên đi anh ơi, về ăn cơm với em, là nó kêu thằng chồng nó à. Nó kêu thằng chồng nó anh ơi, hồi nãy ở nhà anh á, giờ anh về anh ăn cơm anh có đói không, tối về nhà mình ăn cơm, thì nó nói với chồng nó thôi. Bắt đầu thấy từ ở trên đó hai cái bóng luôn, hai cái bóng đi theo về tới đây. Cái nó về tới đây nó hỏi mẹ có thấy ai vô nhà mình không, rồi hồi nãy mẹ có đóng cửa lại không. Nó nói tôi có thấy ai đâu mày. Chạy hơi một từ đó là bắt đầu hai cái bóng nha anh, chạy về vô tới trong nhà hỏi bữa nay con làm gì dữ vậy thiện, con đóng cửa lại, đóng cửa lại, con đóng cửa lại để không thôi, nãy giờ mẹ thấy có ai vô nhà mình không, đóng cửa lại, hai cái bóng nó đi theo con về nhà kìa. Trời ơi, bắt đầu đóng cửa lại mấy anh, bắt đầu đóng cửa lại ha, giờ giỡn ốc mình hết rồi. Đóng cửa lại xong rồi phải không, là rồi đóng lại rồi vô nằm trùm mền rên hỉ trong nhà luôn. Là hai chồng con chị hả? Ờ đúng rồi. Dạ. Đóng cửa lại rên hỉ luôn á. Là... đóng ba đắp mền lại hai ba cái vậy nè, rên hỉ luôn, làm nhỏ bệnh rên hỉ luôn. Dạ. Nó nói là mẹ con thấy vậy đó. Cái con thấy cái người đó là từ ở trên ngay chỗ mà con hỏi ăn cơm á. Anh ơi, nãy cũng như là ở nhà anh có ăn cơm chưa? Bây giờ anh có đói về nhà anh ăn cơm. Trời ơi, sao rồi, hôm mai theo luôn. Rồi tưởng đâu là sao, nó tưởng đâu là mình phúc mặt phúc mày, mình kêu về ăn cơm, biết không? Thế bắt đầu sao tự nhiên hai cái bóng đó là hai người luôn. Đi từ với nó là bắt đầu về. Chạy sắp ăn sao ăn. Mẹ ơi mẹ, hỏi cái gì?
Trời ơi mẹ, nãy giờ mẹ với cha có thấy ai vô nhà mình không? Có hai người đi theo con kìa. Rồi vậy là con biết rồi, để con kể cho mẹ nghe. Vậy là con biết rồi. Hồi nãy con hỏi anh Huy, con hỏi anh Huy ơi, anh có đói không, anh đi về ăn cơm với em. Mà chắc mấy mấy ông mấy bà phút mặt phút mày tưởng đâu là mẹ con kêu người ta hay gì á, cho nên người ta theo con. Là gốt cuộc lại là hôm này nó thấy đi là nó biết rồi. Hôm là đi lại đi một mình, em trai đó đi là đi một mình, chứ không phải còn đi giống như em đó bữa hổm nữa. Bữa hổm thì đi hai người, mà nhưng mà đêm này hồi hôm này là đi có một mình một thôi. Rồi đi tắt qua đó luôn. Rồi tắt hơi một qua đây là mất tiêu luôn. Là mất tiêu luôn. Chạy sót thằng thằng. Mẹ ơi mẹ, hỏi gì con? Trời ơi mẹ ơi, đóng cửa lại. Người ta đi theo con vô kìa. Bắt đầu đóng cửa lại cái hỏi mẹ mẹ. Vậy người ta theo con vô, vậy người ta có vô nhà mình được không? Cái nói trời ơi con ơi, người ta không có vô nhà mình được đâu. Nhà mình thờ vậy thì sao vô? Sợ. Chị dẫn em qua bển luôn hả chị? Thờ Phật thờ đồ không ngày sao đi vô. Đó, đi qua bên đây nè. Chỗ mà người ta đi qua bên đây là mất tiêu đó hả? Ừ đúng rồi, đi vô đây trong đây nè là mất tiêu. Nè vô đây là mất tiêu mình nè, nó vô đây là mất tiêu luôn. Từ hồi đó đi vô tới đây là mất tiêu luôn. Dạ đúng rồi, là biến mất tiêu luôn. Mà đàn ông cũng nhỏ tuổi à, không có lớn đâu. Ông đâu có vòng chơi cỡ ba mấy tuổi của mình à, là mình thấy à. Đây thấy cái gì bên cái mộ, cái dấu tay ai trên cái mộ kìa. Qua mộ coi đâu đây nè, này đắp bằng tay hay là ta hay gì ta? Đắp á, đắp á, đắp bằng tay luôn hả chị? Ừ đắp. Cái này mới đắp hả chị? Như cái này đắp rồi hôm Tết mình á. Mới sao mà đắp mộ? Dạ đúng rồi. Mỗi dạ mới. Ta mới mất. Mới thì không Tết giờ luôn hả? Dạ dạ không, cái cũ nhưng mà Tết người ta đắp cho mới. À đắp dạ. Cho mới. Dạ đúng rồi. Đắp đặng mình tan Tết á. Còn những câu chuyện nào mà trong liên quan tới khu nghĩa địa của nhà mình không? Chứ gọi em nghe kể là có một cái khuôn mặt người mà chị thấy á là nằm ở đâu? Dạ nằm ở đây. Dạ nằm ở đây nè. Nè. Nằm ở đây. Cái mộ đó. Dạ đúng rồi. Cái mộ này. Mộ này mà đưa nguyên cái đầu lên đây. Đưa nguyên cái đầu lên đây nè. Đưa nguyên cái đầu lên đây nè. Ta chỉ thấy là từ ở đây lên đây là thấy có cái đầu thôi, không thấy thằng cổ. Dạ. Thấy có cái đầu ở trên đây à. Là ban đêm hay ban ngày chị? Cái đó ban đêm mình. Ban đêm. Chị đi đâu về mà chị gặp? Cái đó là em sửa sạn trong nhà em đi ra. Từ trong nhà đi ra mà. Dạ đúng rồi. Em đi ra. Em đi ra em lượm dây chai. Mới có 7 giờ thôi. À. Dạ, mới 7 giờ là cái tánh em kỳ. Đi ra tới đây rồi cũng như đèn ngoài lộ. Có cái mã mà mình dán gạch nè. Cái nó sáng sáng cái nó chiếu vô. Cái em mới lấy cái tay em dụi vậy nè. Dòm có phải không, phải người ta không. Ai giờ dụi hoài thì thấy tâm linh. Thấy tâm linh. Nhưng mà dẫn lấy cái tay nha. Lấy cái tay quắt mình vậy nè. Mà cái đó là ông cụ. Chứ không có phải còn trẻ nữa. Thì ông cái cụ. Đầu với cái tay. Thấy cái đầu với cái tay thì quắt mình. Ê, cái tay thì quắt. Cái đầu này như đè ra vậy là mắt rồi, mắt càng cổ rồi đúng không? À, vậy dạ. Là mắt càng cổ rồi lên tới đây, thụt lên tới đây. Có nghĩa là chị đứng ngoài kia dòm vô đúng không? Đúng rồi, thì em ngoài lỗ này nè, em dòm vô ngay cái đường đi mình dòm vô. À. Từ ở đây lên đây đúng không? À. Rồi tự nhiên sau có cái đầu ở trên đây. À. Rồi sau ấy có cái lường tay ở trên đây nè. Rồi sau mắt thêm nữa. Ghê trời. Rồi lúc đó chị có vô theo chỗ ông cụ bắt không? Ha không. Trời vô gì ngay cái đường đi mình đây là mình thấy rõ rồi, vô chi nữa. Biết đâu ai kêu mình trong này thôi, sao? Lúc mấy giờ chị? 7 giờ đi ra thấy rồi. À bây giờ tối ha. Đúng rồi. Trong nhà là mình mới vừa sửa sạn lấy cái bao á. Lấy cái bao sạn. Mà cái gương mặt của ông chị biết không? Gương mặt giống như trong mộ này không? Hồi lúc ông mắc là em không có biết. À. Lúc ông mắc là em không biết. Lúc ông mắc là em không biết đâu. À. Ừ. Em chỉ là biết là có ông đó ông cụ thôi. Em biết ông cụ nhưng mà tự nhiên sao lên khúc đó không thấy cần cổ. Mà sao được. Cái cần cổ thì nằm lên trên vậy đúng không? Mà tự nhiên sao mà có cái lường tay nằm dưới đây nè. Nằm ở dưới cái nhà nè. Mà quắc vậy nè. Nó mà nói trong bụng mình. Trời ơi mình đi lượm dây chai, con đi lượm dây chai, con đâu có làm gì đâu mà quắc, không lại làm cái gì. Mà suy nghĩ ngộ nghe. Sao tự nhiên trên đây có cái đầu. Có cái đầu ha, mà dưới đây có cái lường tay. Có cái lường tay mà quắc mình vậy nè. Là mình suy nghĩ mới nói. Trời ơi ông ơi, con đi lượm dây chai mà ông cũng phá thôi con nữa. Ông ơi con khổ lắm con mới đi lượm dây chai, thôi ông cho con đi lượm đi.
thì thôi vậy người ta sợ người ta đi vô nhà đi ha. Không, đi luôn, bắt đầu đi tiếp. Đi tiếp lượm tới đâu được 2-3 bao về nhà. Đi lại dòm ngay đó nữa. Rồi mà có thấy nữa không? Dòm ngay đó mất tiêu. Mất tiêu, à. Ờ, mất tiêu rồi đó. Tao mất tiêu rồi, không thấy nữa. Vậy là có khi chị lượm sớm, có khi chị lượm trễ ha. Đúng rồi, mình canh giờ. Canh giờ lượm. Canh giờ lượm, biết sao mình đi trễ thì xe gác nó lại nó hốt. Mình không có lượm nữa. Ghê trời. Rồi rồi, còn mấy bữa trước nữa. Mấy bữa trước nữa là em chạy xe. Có cái mã trắng ngoài đó ngay cái hẻm đó. Dạ. Ngay cái hẻm mà có cái ông cụ già với có lại có cái anh trẻ có cái con gì đằng đó đó. À dạ, là nghe cái cua mình quẹo vô đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Vậy nghe chỗ cái cua đó đó. Dạ. Là thấy bạn nguyên bộ đồ trắng. Mà theo nhìn đó là anh đó anh cũng còn trẻ. Cỡ 40 tuổi mình thôi. Mới có 40 à. Là bắt đầu mình phụp từ ngay chỗ cái trụ đèn hết á. Có cái trụ đèn ngoài lộ á là mình mới đi vô. Đi vô lại tới đây. Cái là mình thấy rồi. Thấy từ ngoài trụ đèn lại nghe, từ ngoài trụ đèn là mình vô là mình thấy rồi, thôi gì mình chở ra đi á. Không chở ra. Ở nhà trong đây rồi, chở không có chở ra luôn. Đi vô phụp vô nữa. Thấy lại đứng cái chiếc xe mình đang chạy. Mình đang chạy chiếc xe này nè. Đang chạy vậy nè ha. Cái bắt đầu hả quay qua. Phớt ngang cái đầu xe luôn. Phớt ngang cái đầu xe như vậy nè. Rồi cái bắt đầu á hả, vậy rồi thôi đâu, quay trở qua là thấy nguyên một đồ trắng xẹt qua một cái nữa. Xẹt qua lại vậy đó. Mà cái anh đó cỡ 40 tuổi mình nè. Khủng khiếp vậy chạy. Là cố tình là cũng như là người ta không cho mình chạy xe. Người ta chặn đầu xe mình lại. Người ta không có cho mình chạy. Vậy đó. Ghê vậy. Người ta chặn. Tại vì mà ngoài lộ là mình đi vô là mình phụp lại tới đó là mình thấy rồi. Mình thấy mình nói vậy nè. Không lẽ ai đâu hút chích. Trong mã này người ta hay hút chích. Không lẽ người ta hút chích sao? Thế thì phụp vô là mình thấy là không phải hút chích. Không phải. Có tâm linh chứ không phải là hút chích đâu. Nó mà cố tình người ta chặn đầu xe mình rồi. Người ta không cho mình chạy vô rồi. Mà nhà mình trong này không chạy vô sao được. Dạ. Trời ơi đó. Cái ghê gì phải chạy vô. Là một người trẻ một người già. Ừ đúng rồi. Hai người một hiện lên một lượt luôn hả? Hai người là hiện lên một lượt. Trời ơi. Hiện lên một lượt. Là cũng như là cái bà cụ đó đó. Là bà cũng lớn tuổi rồi nghe. Bà cũng lớn tuổi. Mà một người là cỡ 40 tuổi mình. Một người cỡ 40 tuổi. Là vô là thấy cái người 40 tuổi trước. Sau lại mới thấy xẹt qua. Sao lại mới thấy xẹt qua là thêm bà cụ già nữa. Mà bận đồ trắng không à. Thấy bận đồ trắng không à. Chứ không có mà. Rồi có khi á hả là nguyên một cục lửa. Một cục lửa nha. Nói chỗ này mà sao nó giỡn ốc này. Giỡn ốc quá trời luôn á. Đứng ngay đây cái giỡn ốc. Dạ. Mà hổm ra đây em bị sưng cái giò rồi. Sưng sao chị? Có hổm sưng cái giò để coi nhớ rồi. Cái anh quay clip anh nó tên gì ta. Có ảnh lại quay clip. Mình cũng đi theo. Mình sợ ảnh sợ. Mình mới đi theo đi. Đi theo ra tới đây mình cũng coi. Có cái anh đó lại anh cúng. Đi cúng gì giờ. Em hỏi anh chị đi cúng cho mấy người tâm linh. Phải không? Thì mình cúng trái cây phải không? Mình phải cúng trái cây nhưng mà mình cúng bia cho người ta uống phải không? Mình phải khui lon bia ra cho người ta mới dám uống. Còn cái này không khui lon bia mà nước thì cũng nằm nguyên một bên vậy, rồi trái cây nằm vậy, rồi bia nằm vậy, ba lon lượt luôn, yên nguyên ba lon, trái cây nằm yên nguyên luôn, rồi nước lọc của mình cũng nằm yên nguyên luôn, không có khui gì hết trơn, rồi sao xin số được? Rồi nói anh ơi anh giái lại đi, rồi nói chị ơi em biết giái. Bây giờ anh không biết giái đi thì giờ nước trước khi anh cúng cho các vị tâm linh phải không là anh phải khui ra là người ta biết mình cho người ta uống người ta mới dám uống. Và anh mà anh không khui ra thì sao các vị tâm linh sao dám uống? Rốt cuộc lại tưởng anh đâu rồi sao ông nói thôi tao hết dám rồi nói với mấy thằng kia kìa thôi tao hết dám rồi thôi tao đi vô tới ngồi ra lấy cái mâm kêu thằng em á đi ra mày lấy mâm đi tao sợ quá trời tao không dám qua lấy mâm rồi mình nói trong bụng mình ông này bữa nay thua chắc luôn ông này thua chắc không khi nào mà trúng nổi thua chắc
Tối nay em hỏi anh là như giờ anh đi cúng đi, giờ anh xin số mấy ông mấy bà. Bây giờ hả muốn giúp đỡ cho anh thì anh cúng trái cây, rồi hả giờ anh cúng đi, rồi nước thì anh khui ra đi, rồi bia anh khui ra đi. Thì có đó có thể mấy ông mấy bà lên uống nước, rồi ăn bánh, rồi ăn trái cây. Thì có đó mấy ông mấy bà mới phù hộ cho anh, giật cho anh được con số. Mà giật cái đó là để coi em coi cái gì nè, trứng gà mình hay gì á, có trứng gà nữa. Mà anh coi không biết cái gì hết trơn, rồi mình chỉ ổng, rồi ổng cũng không biết luôn. Ổng cũng bỏ chạy vô luôn. Nó nói thôi mày ra mày lấy cái mâm đồ vô đi. Thôi tao sợ quá trời. Ông bữa nay ông không thua chắc tôi mới sợ á. Rốt cuộc ông nó thấy gì mà ông sợ chị? Ông thấy cái gì? Ông thấy cái gì ông lại đó ông giận ốc kìa. Hay là mới giận ốc thôi ha. Ông giận ốc. Ông giận ốc thì sao này nè. Ở đầu ông giận ốc nha, cái tự nhiên cái gió đó. Hú. Rồi xong hết giấm ga luôn. Hết giấm ga luôn, mày ra mày lấy giùm cho tao cái mâm đi. Rồi cái dao còn nguyên si luôn. Gà đồ còn nguyên si đó hết luôn á. Gà, hột vịt. Rồi á hả, hột vịt gì có người người ta luộc, tao biết á. Ta luộc hột vịt. Thường thường là ta xin á hả là ta trứng hột gà phải không? Còn này á hả, hột vịt. Rồi tôm đồ gì làm số bột lắm rồi sao mấy ông mấy bà cho được. Rồi xong mày bỏ cái mâm. Con gà lấy cái mâm giùm cho chú đi. Chú hết giấm gà lấy rồi. Mà anh tính này không sợ sao được. Nguyên cái luồng gió hú vậy nè. Nguyên cái tóc ổng vậy nè, sửng sốt lên hết trơn luôn. Nó rồi ổng bỏ chạy vô nhà. Thôi anh ơi anh ra lấy cái mâm vô đi. Giờ anh muốn người ta cho số á, anh á dễ ủi à. Anh đi mua trứng gà lại đi. Rồi em chửi cái cách anh đi lại anh làm. Mà chiều nay anh mà không trúng á, anh chặt cái đầu em giục bỏ. Anh đi mua lại đi, em chỉ cho làm. Thở nay á anh coi đi xin số anh. Mà sợ vợ biết. Vậy là ông có sợ vợ chứ phải là sợ ma. Nãy giờ mình sợ vợ. Sợ vợ. Ma thì cũng là sợ chứ không phải là không sợ. Mà anh chỉ biết sao nguyên cái luồng gió cũng sợ các vị tâm linh ở đây. Mà luôn cả sợ vợ luôn. Xin số mà sợ vợ luôn. Đừng có quay tôi. Quay tôi sợ vợ tôi thấy. Thấy ông đĩ mẹ nữa. Ông nói vậy đó. Trời ơi. Gió thì cũng rất là sợ mấy ông mấy bà ở đây. Cũng sợ tại anh chỉ biết sao nguyên cái luồng gió làm dữ lắm. Rồi tóc ổng nó sững lên vậy nè. Rồi ở đó chỗ nào vậy chị, gần đây không? Ở chỗ bụi tre nè. Bụi tre hả? Bụi tre. Bụi tre này. Cái gốc bên đó. Có sao vậy lại hay có sao? Hả? Vậy này đi đắng có sao không ta? Cái gốc bên mát. Em không biết nữa. Nói là bụi tre này đinh lắm cả nhà. Bên này nè cả nhà. Cái bên này là cái lúc đầu á là Vũ tới đây là có nè. Khi mà đi vào ban đêm thì Vũ bị nghe tiếng ở trong này nè. Trong kia luôn hả? Ừ, đây nè. Bộ này hả? Dạ, đúng rồi. Ở đây mình nè. Đó. Này chắc có nhiều người cúng tâm linh để mà xin này xin kia nè. Dạ, đúng rồi. Ở đây nè. Cúng mà trái cây để yên bên. Rồi ba lon bia của mình luôn. Ba lon bia để mà nói chung ra là cái nước lọc đó không có khui ra. Không có chui khui ra cho mấy ông mấy bà dùng. Rồi anh giấy cũng không có đúng luôn. Rồi anh coi trước khi làm vậy nè, anh lên anh xin số phải không? Thì anh phải đốt cái tiền vàng bạc. Cái này anh còn nguyên cái tiền vàng bạc còn nguyên si hết luôn anh. Không có đốt giấy tiền vàng bạc hết trơn. Rồi sao người ta lãnh anh? Còn nguyên si hết luôn á. Rồi em nói vậy thôi, nếu mà anh mà không biết thì em chỉ cho. Cái em mới đi. Em mới đi theo, em sợ ông này ông làm sai, ông không biết nào giờ mình ở đây. Mình cũng thấy người ta khổ, người ta hoàn cảnh người ta kể vậy đó. Mình cũng tội nghiệp người ta, thôi mình giúp cho người ta đi. Cái em mới đi theo lại tới đây. Em đi theo lại tới đây nè. Nè. Em đi lại tới đây nè. Em đi theo lại tới đây. Cái em đứng. Cái này ghi cái gì mà nói như em vuốt chứ hả? Ngộ vậy chị? Vẽ chữ. Mà sao người ta làm lạ vậy? Chị biết là sao không? Người ta viết bự như vậy nặng cho gia đình người ta dễ thấy. Cái kiểu cho nó khác lạ hơn người khác đúng không? Dạ đúng rồi. Dễ cho phân biệt ra hả? Dạ cũng như là cái này là không phải mộ bia á chị. Người ta quét lên vậy. Cái bắt đầu á hả là cái vụ như chị là ở cúng là thường xuyên. Thường xuyên là chị sẽ biết bà sao. Còn có người á, những người con cháu xa rồi quên á anh. Quên á rồi bắt đầu viết vậy nè cho chị bự chút tặng dễ nhìn. Vậy đó. Cái em đứng em dòm dòm. Em đứng em dòm vậy nè. Mà em mới chỉ ảnh. Em mới nói sao vậy đó. Em mới chỉ cho ảnh không chịu làm. Tưởng nơi sao em nói em dòm vậy rồi xong em đi vô.
có giò em xuân tù vô, xuân tù vô nha, nói lết đi vô không luôn á, lết vô nhà. Em nói thiệt, một tuần lễ cái giò em mới hết sưng, em ra em giấy lại mới là hết sưng cái giò. Em nói xuân tù vô nè, mẹ em hôm qua không có bằng em đâu. Em nói xuân tù nguyên cái đùi nè nè, mà chạy dài xuống dưới giò em luôn, nguyên cái bàn này nè, sưng hết trơn luôn. Em nói từ ở đây mà em lết vô nhà, em nói đúng một tuần. Em nói đúng một tuần, cái giò em đúng một tuần nữa hả? Em ra giấy mấy ông mấy bà ở đây rồi, con lỡ mà con có sơ sót gì mấy ông mấy bà cũng bỏ qua cho con à, cũng đừng có buồn con. Như con ra con coi con chỉ anh, ảnh không biết thì con chỉ vậy á. Bà cũng, mấy ông mấy bà ở đây cũng phù hộ cho con, đừng có quở con. Thì mình nghi thấy cái giò sưng là mình biết rồi đó. Đi vô nằm một đúng một tuần lễ, em giái lại em nói rồi, vậy là mấy ông mấy bà ở đây quở. Em ra em giái là hết. Ủa sao chị ra chị chỉ cho người ta cúng mà mấy ông mấy bà không đồng ý là sao chị? Chị tại vì chị biết làm sao không? Không đồng ý là vậy, tại nước anh với chị không khui ra. Thì chị chỉ cho người ta là đúng rồi, sao lại là phạt chị? Mà chỉ khui ra không chịu khui. Anh nói anh không khui. Cũng như là em chỉ vậy nè, anh ơi, trước tiên là anh đem ba cái lon bia ra là anh phải khui bia đó ra. Người ta muốn ăn uống. Dạ đúng rồi, anh phải gưới. Gưới ở dưới đất này nè, đặng mình cúng cho anh ta. Ha, cái xong chị coi mình ở đây mình ra mình anh chỉ ổng xin số sao sao. Cái ổng không làm giống y như mình, ổng ra ổng làm chết quá. Rồi làm rốt cuộc lại em vô em bị đúng một tuần luôn. Em ra em nói mấy ông mấy bà con lỡ có sơ sót gì á, mấy ông mấy bà thông cảm cho con, bỏ qua cho con. Nó dọn sưng đi hết nổi rồi. Anh tính đi nước còn nguyên si luôn mà ba luôn bây giờ còn nguyên si luôn. Em nói còn đầy đủ hết luôn. À nói nhưng mà người ta không làm theo. Dạ đúng rồi, ta không làm theo mình. Cho nên em mới bị. Rồi xong em nói rồi kiểu này một tuần. Tới chồng em với mẹ em nói giò mày sưng tù dù vậy á Hằng. Giò mày sưng tù dù vậy mà mày cũng hả, gắn đi lụm da chai. Vậy mà em cũng gắn lết đi lụm da chai đó. Em không dám nghĩ luôn á. Mà mình chỉ không ngồi, trước tiên là chưa ra đây là mình có chỉ hết trơn rồi anh. Tự nhiên mình chỉ, mình đem ra đây mình chỉ không có nói. Trời ơi em chỉ anh quên hết trơn rồi. Làm anh quên, làm em cái giò em sưng tù dù nè. Vậy là có thể như là những cái người ở đây á, họ thấy gì chỉ á, rồi hôm ra là mấy người kia ra làm ta... mấy người kia làm rồi làm sai rồi họ đấy. Tưởng là chị chỉ hoặc làm sai rồi hôm ra phạt chị. Chắc như vậy. Em đoán là như vậy. Mà cái câu chuyện cục lửa lúc nãy là chị kể nửa chừng đó, cục lửa nó nằm ở đâu vậy? Nhưng cái cục lửa nó bay từ trên này nè. Mà em thấy con gái em thấy luôn. Con gái em là thấy trước em. Gái em thấy chưa? Bự không chị? Bự chán luôn á. Nè. Là em đứng là lúc đó thấy cục lửa là anh biết ở đâu không? Cái chỗ mà cái mã mà có cái bọc á. Cái bọc xanh đang bay á. Dạ. Lúc đó là em phơi củi nhóc luôn. Nhóc củi luôn ha. Cái hết thảy là ba người. Thằng em của em, rồi thêm người em, rồi thêm con nhỏ con gái em. Nó mới quay cái mặt của nó là về đây. Nó quay cái mặt nó về đây vậy nè. Đó cho nên nó mới thấy rõ. Còn em thì em quay ra lộ. Cái thằng đó thì quay vô. Nó không có thấy. Cái nói à, nó nói à, mẹ ơi, mẹ. Cái gì mà cục lửa bự quá trời bự luôn mẹ. Em nói hả, bà to nhà này anh chị. Cái bắt đầu hả, sau tù ở trên cái nhà bồ đó. Cái trên cái mũi nhọn trên đó đó. Mà sau đó hả, nó phóng một hơi một qua tới cái tre mà ngã nghiêng này nè. Nó cái tre ngã này nè ha. Mà phóng hơi một là vô trong cái mã này. Vô trong cái mã đó. Vô trong cái mã này nè. Phóng hơi một vô đây. Nè các bà ơi, cho con kể, con không có làm gì đâu nha mấy ông mấy bà. Vô đây luôn. Là vô đây. Là nguyên cục lửa tự ở bên đó, là phóng tự ở đây nè, là vô đây luôn. Đó, là vô ngay cái mã này là nói mẹ không tin con thôi, mẹ coi đi, một hồi mẹ cho thấy nè. Mình vừa coi là mới đầu lần vậy nè. Mới đầu giống như là anh chị biết cầu vòng mình không? Cái cầu vòng mà nó đủ thứ màu á. Mới đầu là có hiện ra có cái đó thôi. Cái sao ngồi nó tủa ra anh. Nó tủa ra mới đầu là bắt bé lớn vậy nè. Bé lớn vậy nè, cái ngồi sau nguyên cục lửa bụi vậy nè. Em nói cái màu cục lửa đẹp lắm nè. Nguyên cục bắt to vậy nè. Mấy ông mấy bà ơi ở đây, mấy ông mấy bà có một cái mài cho con xin kể, con cũng không có làm gì mấy ông mấy bà.
cho anh chị ở đây quay cho nhiều view lên. Cái con cũng không có làm gì sơ sơ sót hết. Bên hay thần tướng gì đi chứ đâu có ma quỷ đâu. Bự lắm. Là em nghi. Là chị nói là tại vì chị không hiểu chị nói vậy, nhưng mà em hiểu. Em hiểu. Tại vì lúc đem lại sao là em biết hết. Em biết tất cả. Lúc đem xuống sao là em biết tất cả mà. Là em nghi là em biết cái cục lửa đó là ai luôn. Là ai vậy? Là em biết. Bà cô này còn trẻ mà sao. Là bà cô này à. Là bà cô này. Cô ơi xin phép cho quay bà hình cô. Bà cô bà cô nhìn nó không vui vậy. Bà cô ơi cho con xin quay cũng như là con kể anh chị ở đây nha. Anh chị ở đây quay thôi chứ con cũng không có sơ ý gì hết. Ê, bắt đầu là em hiểu rồi, em biết bà cô nè. Em biết nguyên mới đầu nhá, như cái cầu vòng của mình vậy nè, cái sau á hả, một hồi tủa là cầu vòng nguyên cái đó là nguyên cái lửa cái bát toi nè, từ trên cái mũi nhọn á là đáp xuống mé đầu bà lớn vậy nè, cái từ sau nó tủa cái bự, nó bự từ cái giống như cái cầu vòng mình đủ thứ màu vậy á. Rồi xong rồi một hồi lợi tới đây là em nói thôi đừng nói tới luôn, nguyên cái cục lửa càng ngày nó càng to à. Mà không vô ngay đâu, vô ngay bà cô luôn. Là em hiểu đó. Là em hiểu. Là em hiểu. Mà ở đây là không phải một mình em thấy nha. Không phải một mình em thấy. Luôn. Ai dám qua đây mà giờ thấy cái tấm hình mà cô, tôi thấy nguyên một cái tải nghĩa địa này luôn á. Chưa có cái tấm hình nào mà tôi nhìn vô mà sợ. Tôi thấy sợ. Không đúng rồi chị nói cái này em tính nói luôn á, là riêng cái phần bên này. Có tấm hình cái bà cô nhìn giống như là một cái hình ảnh thật vậy đó. Có là cảnh đúng rồi. Nó nhìn vô giống như mình bả đang nhìn mình một cái sự thật. Đúng rồi, là mỗi lần mà tới đây là mỗi lần nghe qua đây em thường là không dám nhìn vô cái bảo của cô này. Thực sự rất là ghê cả nhà. Cô độ cho mấy anh em con nha bà cô. Mà cô ơi, con cũng không có làm gì hết trơn. Mấy tụi con thì cũng không có làm gì đâu, xin phép bà cô xin quay cũng như là cho nhiều view cho khán giả để khán giả coi. Thì mấy anh em xin phép bà cô đi, bà cô độ cho để mà anh em làm ăn được. Chứ không có ý gì, không có được kiếm được đồng tiền lương. Có ai dám xin ai xin bà cô đi rồi hắn đi ghi hình nha, chứ mình thấy mình sụm rồi đó. Sụm à? Chị ơi, nãy giờ cảm ơn chị đã chia sẻ những câu chuyện tâm linh về cái khu nghĩa địa nhà mình và những câu chuyện về chị đã từng chứng kiến những chuyện mà câu chuyện mà mình gặp những người âm. Dạ. Đến đây xin phép em khép lại video và chào chị nha. Dạ. Chúc chị sức khỏe.